Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Giáo Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Đấy, thì ngày hôm nay là anh em mình tiếp tục quay trở lại chỗ là nông trại bốn bản làng các bạn. Hồi sáng này là có thầy hiệu trưởng gọi cho mình rất là sớm, từ 5 giờ sáng là không biết đi đâu về ấy. Là gọi là có để bảo là có cái món quà để lúc nào thầy đi qua chỗ chỗ nông trại luôn để thầy chờ em ở đấy. Chắc mình có đứng ở trên lán bên kia các bạn, tí mình sẽ lên lên kia. Hôm nay quay lại các bạn này. Su hào này, mới có mấy ngày các bạn này. Hôm kia cái bạc chủ bô đến là củ chết to lắm rồi. Hôm nay này, có phân bò vào này. Rất là mượt mà luôn, củ lớn thấy được luôn, rõ ràng luôn. Đấy, phát triển rất là nhanh nha mọi người. Mùa mùa lành này hợp với su hào mà. Su hào như ở Việt Nam là hay trong cái dịp Tết ấy. Mưa phun phun về lành đấy. Với là bắp cải. Đấy, cho nên mùa này anh em mình cũng gieo rất là nhiều luôn. Đấy, hôm nay là củ to phải đấy. Chuẩn bị bán được rồi. Vừa ăn vừa bán các bạn. Chúng mua khô này thì để cho người dân ăn uống buổi trưa đấy. Vậy là đấy, qua củ các bạn này. Mới có mấy ngày này. Cứ mỗi ngày lên là nhìn thấy là mùi khác các bạn. Khác biệt hoàn toàn luôn. Củ phát triển rất là nhanh luôn. Cái lá su hào này chắc là để cho củ lớn lớn thì anh em mình sẽ tỉa ra bớt các bạn. Tỉa để cho củ phát triển là hơn. Những cái đất ở đấy trồng su hào anh em mình thấy rất là hợp. Còn này, một cái cây su hào này, củ này. Đấy này, củ đang còn non này, đẹp như giá em bé, mượt mà như giá em bé luôn. Đấy. Mùa lành này là thật là thích hợp. Cái này bán cho người Việt Nam cũng có tiền các bạn, vừa bán vừa ăn thôi. Không thể ăn không thể hết được, rất là nhiều luôn. Nhiều luống. Bây giờ để đi lên kia để xem thầy hiệu trưởng là đến là ông thầy bảo là có cái món quà gì đấy, anh em mình cũng không rõ, mình cũng không hỏi vì sáng mai mình 5 giờ sáng mà đang ngủ thôi bạn, mắt nhắm mắt mở đây là thầy gọi. Dưới này chỗ này toàn bộ là rau cải, vậy là hầu như hiện tại ở cái chỗ này ấy, là để ướm giống như bạn, ướm toàn bộ giống hành, hành vậy là bắp cải nha bạn, để bán để trong để bán phân bò này, phân bò là chờ anh em mình cái mùa nắng này là chủ yếu là phân bò thôi các bạn. Đấy, phân bò rất là nhiều. Người dân có xe nào là chở đến xe đầy xong lúc đấy là bọn vào cho cấy thôi. Thế thì mới tốt được, mới gọi là cái năng suất cao vào cái mùa khô này. Đấy, tất cả chỗ này là anh có mệt, bây giờ có anh có mệt ở đấy là bọn trong toàn bộ hành cho anh em mình. Những cái hành bên kia là chắc không à, thay đấy. Thay hiệu trưởng đấy. Ừ, mà cầm lê đi ra đi thăm nông trại đấy các bạn. Bom dia, boa tarde. Ô, oh, sopa, tudo bem? Yeah, ok, tiozão. Ui, hoje tá bonito assim? Não, hoje eu tô bem. Ok, hã? Ok, hello, Chocoban. Ok, hello, Chocoban, sou vai caput. Ok, Chocoban. Mito João. Mình tên João, ui, tá bom assim. Assim é melhor. Qua, hành hôm nay em thấy là giống hành tá là chắc là quá tải đấy. Hành là... Bây giờ đừng cho các em đủ bỏ phấn ấy, có anh của mẹ đấy. Anh cho các em đủ phấn để chắc có lẽ là chiều nay hoặc là mãi đã trông được đó. Mà tình hình chắc là quá tải đấy. Em thấy giống thì rất là nhiều, giống toàn ở đấy, chứ toàn thấy giống không thế. Đất nhiều mà, cái cho trông thoải mái. Không, đất thì nhiều nhưng mà anh em mình cũng cố gắng tìm cái chỗ nào để cho thích hợp về là gần cái nguồn nước ấy để mà trông này. Không, nói chung là cái dọc ven của tất cả cái ven này là trông hết. Trông hết luôn. Tất cả tên đi vòng cái ven khe là anh để cho dân làm sạch sẽ cả đúng không? Mùa nắng này là phải trong toàn bộ vén này còn ở trên cái chỗ trong ngô nó không trồng được đâu. Không được, trên cô đầu thì chịu rồi, bỏ tay rồi. Bỏ tay cái gì đó, có là mùa mưa để ra ngoài thôi. Hôm nay là thầy đến chơi. À. Mà để thôi, để cho thầy nói thôi. À. Hồi sáng đến nhà em cái 5 giờ sáng đi. Nó ngủ. Nói chung là cái mấy hôm trước cái gió lạnh quá phía nó cháy á. À. Thì sau mình cùng anh em mình cùng cùng bò xử lý vôi tiếp tục vôi đây chú nó nóng với cái mà phần á thì bây giờ thì nó ra cả cái mầm non khác cái vẫn xanh thôi. Uh-huh. Cùng đó là mới 4-5 ngày thì mình đã còn nhìn nhận như vậy thôi chứ còn sau này cũng biết con để vài ngày để xem tình hình. Cần lo gì là nếu cái mùa này cái thời tiết hay khắc nghiệt nếu không được thì tao mua sau tiếp mua mưa đông tiếp. Sợ đâu? Phải làm bằng được. Tiêu do bao vi đã. Bao vi sugar, bao vi sugar. Đi cùng bà rồi nhá. Ta có phải sao công phi u esu umukaru để ta ba lừa kì. Okay. Mình cũng bảo là xin lỗi thay một tí về bạc tí là đang nói chuyện với anh Thạch về cái công việc ở đây quên đi. Ta tudo bem né Dedito? Não, eu estou bem, graças a Deus. Ok. Vim para aqui visitar mais uma vez. Sim. Para fazer minuto apenas. A vez passada, como passei aqui, encontrei criar a capoeira, fizeram outra coisa. É. Então, vim para aqui vos visitar, mas vos trouxe também uma pequena coisa. Qual a coisa, Vinali? Uns patos para vocês criarem. Pato! Esse você é Chayone?
Esses patos eu consegui em Klenge, encontrei a um preço acessível, mais barato. Ah, é? Então eu tinha que comprar para vocês criarem, os oferecer, criar aqui. Eu também procurar comprar aqui de bato. Esse aqui tá um... não está aparecendo. Não está aparecendo. Nada. Não, Klenge ainda existe. Ah, é? Existe. Porque eu não quero comprar do braço, não. Não, no mercado também complica, porque do mercado, se calhar, vem com problema. Sim. Aí, ngã ở đây là không có, bạn. Ngã ở đây là hiện tại là, không phải là không có, nhưng ở ngoài chợ cũng có, nhưng ít. Nhưng mà anh em mình không muốn mua ngoài chợ, nhưng cũng có bác bảo đi tìm, nhờ bác đi tìm, nhưng mà ít hiếm lắm. Hôm nay là thầy hiệu trưởng là đi cái huyền Kỳ Lê Nghe. Cái kia, đủ Kỳ Lê Nghe, bác xa cái, quanto quilômetro aí? Klenge, daqui para Klenge são 90 quilômetros. Ah, 90? 90. Ah, 90 cây số cho bạn xuống cái huyền đấy. Afinal, você foi aonde lá? Fui visitar alguns povos. Ah, lá em Klenge, tenho okay. Família lá, então aproveito já. Só chegar hoje? Acabo de chegar agora. Agora mesmo aqui? Ainda não chegar do cá já? Não, não cheguei. Ô, oh, thầy, bạn chưa về nhà đến đây luôn, bạn này. Con lê này, xin dê, tá bonito. Bonito, tá bom aqui. Ah, đất. Sim. À, ngán ở đây hiếm các bạn, hiếm lắm. Thầy thầy mới đến đây luôn à? Thầy mới ở đây đến cũng đã khoảng 15 phút 20 phút rồi. À. Ở đây à? Ừ gì? Đấy, anh ở trên okay. Cái này anh đang làm tí này. À. Làm tí này thầy cho hai em tư tin sách cho nó vào trước. Ta phải rất muy tí phải. Nó ra đấy. À. Ra một cái nhìn ra một cái thầy vào thầy. Thầy nói là thầy đi xa về có cô. À. Como eu dizia. Sim. Que eu fui visitar meus familiares em Klenge. Ah. Encontrei patos barato. Como da outra vez que pisei aqui, encontrei vocês criaram a capoeira de galinha, essa coisa. Sim. Então eu vi que aqui estava a faltar patos. Então trouxe patos para os oferecer. Ah, é? Para vocês criarem também na ok, fazenda. Então muito obrigado. Aí eu andei de ngán đến đây. Obrigado. Já. Obrigado. É, ngán các bạn này, thay đổi. Esse tem quanto de pato aqui, tio João? São sete. Sete patos. Hã? Sete patos. Sete? Sim. Bảy con ngán các bạn này, có bảy con ngán này. Lâu với nhỏ này. Você tirai esse lá? Sim, tirei clenks. À, do que clenks? É. Ok. É, vi mesmo de táxi, até de julho para aqui. Okay. Aí? É, não passei mais em casa. Ok. Hoje o tio João, diretor, esse para chegou aqui para esse sete patos para o povo aqui. Muito obrigado para nós, muito é. Obrigado. Yeah. Tem que falar com ele, não fala comigo. Muito obrigado. Ainda, graças. Esta graça quase nós não possamos, quer dizer, como que posso dizer, não posso louvar, isso entregamos sempre à mão de Deus. Okay. Que esta graça que o irmão nos deu, aqui estamos à falta também de patos, por isso que aqui na população não aparece, graças sim, que o irmão nos ofereceu, agradecemos. De nada, sim, obrigado. Sim. Esse aqui, esse hoje, muito obrigado, doutor João. Sim, senhora. Assim você te parece isso. Se você trazer aqui, ou você quer buscar lá, levar a tua casa blanda, a cria? Não, trouxe para vocês criar. Ah, é? É, para vocês criar. Na não. Fazenda tem que ter mesmo isso aí. Esse já... compra tudo isso, são quanto? Olha, soma ali uns 20 mil, porque cada um é 2,5. É. Rẻ như chó đây. Ta mà ở đấy là mua ở đấy là anh em mình đi hỏi ngoài chợ là bạn một con 9 đến 10 nghìn một con ngán các bạn. Nhưng thầy đi mua dưới kia là thầy đi ở dưới kia thăm anh em là bảo là mua một con này là 2.500. Đấy rẻ hơn đấy. Chắc không phải đâu, chắc có lẽ là cái ngay nhà rồi bà cả chó cả bạn vậy thôi chứ mày. Sao mình đưa làm gì? Ê, chị ta mua tu barato. Ê, ta barato. Em ta mua lời assim. Ê, sim senhora. Não. Então assim, melhor você te parece isso. Conta seu dinheiro, depois eu vou pagar de ter dinheiro já. Vai repetir comprar? Sim. Não, mas não podia ser assim. Ah. É, tudo que vem da graça de um povo, merece a outro povo, então não dá mais para me devolver dinheiro. Mình không bảo để thôi tính tiền thì một con 2.000 rưỡi được thì tính thì mình sẽ trả tiền cho thầy nhưng thầy bảo không cái thầy tặng người dân bản em ta số bà ta phải đi director thì phải xe para que muito obrigado para xe agradeço bastante mesmo até o meu povo assim hoje está tão contente mesmo esse aqui eu tá conversar comprar devagar tá vendo tipo eu quando anda de mato assim vê a quem vende eu compro mais do braço, eu não quero comprar, trazer doença. Doença esse outro, ele vai chegar outro grupo, assim, grupo doente, depois tudo fica, morre mesmo. Morre, sim, porque
Quem leva no mercado, sim, não leva coisas boas às vezes, não, leva, sim, coisas más, ruim, que está doente. Para não perder. É, para não perder, não, então leva no mercado, sim, e tira. Vậy, dinheiro. Còn ngán cả quán này. Ngán ở đây anh em mình mua, để mà mua không phải một con 9-10 nghìn. Mà ở ngoài trời thì anh em mình không dám mua. Đấy, sợ về là bị lấy nhiễm, lấy dịch, chết hết cả cái đàn gà, đàn ấy trong này các bạn. Đấy, 7 con ngán thầy đưa đánh đường từ 90 km lên này, cho anh em mình này. Gọi là một người thầy là, gọi là, giống như là một người cha thứ hai của mình, gọi là rất là có cái gì cũng nhớ đến mình, gọi là tất cả đến mọi thứ trong nhà thầy, thầy có cái miếng gì ngon hay là cái gì cũng đều gọi cho mình như bạn, vì thầy có điện thoại mà. Si você tipo da minha pai. Ok. Obrigado. Sopa. Sim, sim. Director, ele já foi comigo do Vietnam e tá já. Oh, já tinha indo. Sim. Okay. Sim. Antes, ele foi da minha casa, dormi e comer da minha casa. Já distante. Pergunta dele. Como lá, yeah, lá Vietnam? Vietnam é uma terra bonita, é uma terra sagrada, abençoada, onde tem tudo. Chuva, não para, comida lá é abundante, já não falta nada. Vietnam é uma boa terra. É verdade. E conheci o Vietnam. Ok, ok. Com relação a Angola, conheci mais Vietnam. Bác Trần bảo là nghe thầy đấy, bảo là thầy là về ở nhà mình ở đấy các bạn đấy. Quase é um sonho, já é tipo sonho mesmo. Não, é mesmo, dá para sonhar, porque são longas distâncias daqui para lá. É muito distante. Porque ninguém, eu estou aqui, não consigo mostrar se Vietnam é aqui ou aqui. É verdade. É. Ninguém consegue mostrar onde é. Já sou bata, tá vendo? Não é te usual para chegar aqui e fazer isso. É verdade. Eu já cheguei no caso de te usual. Te usual já chega na minha casa, dormi da minha cama. Come junto com nosso dobrado. Sim. É mesmo? Aqui agora, tipo, pai, filho. Não é uma coisa de distante, não é? Sim, é verdade. É família mesmo. Família! Tamo ligado, tamo ligado. Ele. Já, eu já levei ele vai visitar tudo do Vietnam aí, tá? Đấy, é. Mình cũng nói về bác Trường Văn, đấy là mình với thầy là giống như cha con đấy các bạn. Thầy đã từng về cho mình ăn cơm ngủ nữa nha mình. Mình cũng để cho thầy ăn uống rồi, đấy, gọi là đi lại giống như một gia đình vậy. Thì hôm nay là đã lên một cái món quà là vô cùng ý nghĩa và thiết thực của thầy hiệu trưởng các bạn. Đấy, một người thầy rất là mẫu mực, mặc dù về hưu rồi, nhưng mà gọi là một cái tính cách của một người thầy hiệu trưởng, một nhà giáo đấy các bạn. Một nhà giáo rất là điềm đạm. Đấy, đi đâu ai cũng thích thầy hết. À xin vâng, dạ để bơi thì tí nữa thì mình cũng tính nói thầy là để trả tiền thầy thôi, nhưng mà tí nữa thì mình sẽ gửi tiền coi như thầy là mua cho thầy một cái món quà ở đấy đúng không? Để cho thầy giống như tiền đi xe đi lại các bạn này. Rồi, đi nhà tham mua cái món quà cho đừng gửi tiền cho thầy đã nói như vậy là mình đừng không tiền. Ý là mình gửi tiền cho thầy mà để cho nhờ thầy mua cho con cháu hoặc là vợ cái gì ở nhà đây. Không thì thầy bắt taxi đi cả từ dưới đấy lên đấy 90 cây số đây lên về trong đêm đấy các bạn. Đây là có cái món quà này đưa đến đây, gọi là quan tâm người dân bản cùng anh em mình đấy các bạn. Đấy, rất là vui. Dạ anh tao sau bà phong lê vay ok dạ ở đây sao thầy quý giờ có cả lông này thầy đi xá thầy bỏ lông này các bạn ấy, chứ bình thường là ở mua đấy là người ta chỉ trói chân trói ấy. Anh thầy cái gì nhỉ, hành đưa ra trong à? Để bầu phấn là bầu phấn này, phấn nó chiêu chơi mật bạt đem ra trong. À thì hành chưa cả hành giống em thấy nhiều quá giờ về quá tải đấy, giờ về là kiếm giờ về anh về ở xung quanh đây giờ cho cái chỗ nào đất của mình mà con nước về giờ về trong thôi. Oh señora Gomez, cómo es? Tudo bem? Tudo bem. Tá bom, Luca? Obrigado. Ok. Boa tarde. Obrigado. Ok, fala aí, chaka ban. Chaka ba. Mình tên là. Obrigado. Mình tên là. Sim. Chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Mình tên là. Mình tên là. Mình tên là. Về là. Chào các bạn. Chào các bạn. Mình tên là. Mình tên là. Gomez. Gomez. Em tao. Để sao mau. Với sẽ tiếp tục sơ vào được kể đấy. Đây là hôm nay là anh Gomez là đang làm đấy các bạn. Đang. Esse é o que eu tenho aqui aí? Sim, estou querendo plantar a cebola. Ah, vai aqui não? Sim. Estou querendo para plantar a cebola. Bem. E não chegou bem. Ah. Sim, primeiro deveria primeiro acrescentar mais. Acrescentar lá mais. Amanhã vamos trazer. Para a cebola, para ficar bem. Ah, senta a sopa. Te anda de calaluia, se fanta trumi. Não traz mais. Sim. Ah, esse agora de mistura, né? Sim. Ok. Para a cebola ficar bem. Ok, tá bom. Quando você mete assim, estrume. Quando você vai ficar pronto, depois mete lá mais adubo, depois fica
Beidur, Bey Grand. Ok. Yeah. Esi antit de Esi antit de ke? Antit de mete cibola mitura con turumi ne? Sí. Depois balanta. Sí. Mete água entra lá. Sí. Depois vou meter água, depois vamos plantar. Ah, se balanta quanto dia para meter adubo? Para meter adubo, pelo menos 2 semanas. 2 semanas? 2 semanas. Adubo, aurea? É, depois eu meter adubo. Mas tem boa esse som de adubo, né? Sim. De aurea? Aurea não. Não, né? Não. Porque tem boa de frio. Só adubo, amônio. Amônio? Sim. E, importante é som que? Sim, é regar. Importante é que? Instrumento. Ê, trù mình ấy. Sí. À, đây, có anh cô mẹ nên anh em mình cũng rất đời các bạn. Các bạn trường bạn học hỏi được rất là nhiều. Sốp bà, ele ta đi aprender bué? Não, por acaso está nos ensinar muito. Sim. Eu até não sabia que quando antes de plantar a cebola, primeiro tem que pôr o estrume. Ah, anh ấy. Eu nunca sabia isso. À, bà cũng biết là trước khi trồng là phải bỏ phân các bạn. Đấy, mấy còn như anh cô mẹ là làm việc rất là nhiệt tình. Sau này là mình sẽ có một cái mức lương nhất định cho anh ấy. Chứ không để anh ấy hỗ trợ người dân không đâu. Hay làm nó cho nhiệt tình như bạn làm từ sớm đến tối anh ơi. Nói chung là anh làm thì không phải là riêng của mình mà cũng làm của anh riêng của anh nữa. À. Nhưng anh cũng gần của mình thôi chứ anh đi đi lại. Nói chung là anh nói là sớm nào anh đến đây sớm. Là, đúng rồi. Làm của anh đây sáng đây kì xem người dân làm như thế nào đấy cũng chỉ để nói với người ta. À. Cái đúng đấy cái nó sai thì để mới nói với người ta làm. À, mấy là cái này cũng gần đấy đi lại rất là dễ dàng nha bạn. À để quên này giới thiệu cho thầy. Dạ ấy thì Arigato, esse é som do senhor de Gomes. Ele é som do vizinho do nosso do fazenda aqui. Ok. Ele planta muito cibola lá. Ok. Então ele, a nosso te ajuda ele de água para regar lá. Sim, então sim. Depois ele também ajuda do nosso para aprender do povo aqui. É senhora cibola repolho. Porque okay. Ele conhece muito de cibola, de que sim, qualquer senhor. Coisa aí. Sim. Ele conhece muito... da articula, ou digamos, do trabalho das baças. Sim, tem que falar com ele, não vai falar comigo. Assim. Sim. É, ele domina, sim. Então veio aqui para dar a técnica aos trabalhadores que estão aqui na fazenda. Sim, sim. Yeah. Sim. Eu também vou plantar, se calhar, né? Quero sim. Aprender sim. Como é que é feito a plantação de cebola. Sim. Abre-se o regos assim, ou então só conforme está, vai plantar com a enxada. Sim, não, isso é ter que plantar mesmo com a enxada, mas isso, quando você planta, eu porque também isso, eu ia aprender no Namíbia, uh-huh. Aprender isso. Uh-huh. Yeah. Quando você trabalha isso, mete ainda primeiro o estrume para a cebola ficar bem. Okay. Se você trabalhar só com a areia, o cebola não fica bem. Tipo senhora, não é? Okay. Tipo senhora a 24 mil, não é? Đấy, bạn mấy còn như là của anh cô mệt là anh em mình cũng rất là yên tâm thôi. Còn là cái phần hành anh ấy là thế mạnh của anh ấy là hành rau củ quả bạn, hành cà rốt, cà chua và bắp cải. Đấy, còn là cái thế mạnh của anh ấy cho nên là cái mùa khô này khi có một cái nhân vật mới nên anh em mình sẽ tập trung rất là nhiều vào là chỗ cái giống rau củ quả tại chỗ nông trại này thì không có ngô đấy các bạn, cho nên anh em mình sẽ trồng hành cà chua, còn khoai sẵn lên kia thì cũng trồng rồi. Ngán đấy trời lạnh như nấu già cây anh thấy đấy. Tí nữa thì anh em mình sẽ gửi thằng thầy một số tiền gọi là bằng cái giá trị về con ngán này các bạn. Hôm nay như mình đã nói thầy để trả tiền nhưng mà thầy này không được như thế, nhưng mình sẽ trả ơn bằng cái khác. Bitura un poco de fuba, bitura un poco de agua. Ok. Bitura. Come bem. Come esfolio. Đến nay bên ơi, dân này chơi của đầu già cây bảy cả bảy con ngán cho người dân ăn rồi ăn buổi trưa rồi, trời ăn bún ngán này, bún ngán già cây đặc biệt luôn đấy các bạn. Ok các bạn, thì bây giờ là anh em mình là lên chuồng cái đôi thì là mọi người đang làm bên kia, nửa thì nấu ăn, nửa thì đang làm cái chòi bếp con lợp cỏ đấy các bạn. Thì giờ để chặt một cây chuối lên đây thôi để băm cái thải ra như này. Đáng lẽ là có cái dao thải của Việt Nam nhưng mà anh em mình ở đây không có, không thôi mình sẽ gửi sáng đấy, thải như này xong nó sẽ băm ra trộn về bột ngô rồi cho tim được vào để cho ngán ăn các bạn. Cho bạn đây tổ để núng cả thì vẽ xuống cô ta xin. Não, nunca. Nunca? Nunca. Eu comi em Vietnã, mas é aquela ali, o próprio coração. Esse aqui do Vietnã, ele corta esse para do galinha, uh-huh. Do porco.
Muito vitamina. Vitamina para muito o corpo. Muito de gordo. Ok. Sim. Okay. Các bạn ở đây cũng là lần đầu tiên mới thấy cái cảnh như này, các bạn thải chuối là đồ Việt Nam ấy ta. Để ăn thịt yêu, để ăn thịt yêu phải cả đồ cá già mình nhà này. Ta bị kẹn quá xin. Ta mình cốt tay xì. Para để bôi pha dây xì quá xin. Để bôi mít tu ra công phu bà. Ok. Thầy nói là ở VP Việt Nam thầy phải ăn hoa chuối thôi. Ừ, thầy chỉ ăn hoa chuối thôi chứ. Có mấy cô nó sao nữa? Ê, nó cũng nếu cô đã sao được kìa. Đà bàn ăn. Cúi ăn ấy. À, cái đồ cùi à? Đấy, thì sẽ thả ngán ra cho ngán ăn đi còn. Đấy, gái, hiện tại đang dâng đi ăn đây. Nó mày rồi. À xin, lá đồ nó xuống Việt Nam, ta pha dây xua xin. Ok. Đấy. Cái đấy có cái dao thải các bạn, cái dao hai lưỡi kia thải đấy. Cái băm băm ra này. Sau đó trộn với bột ngô để cho thịt nước vào nhanh này. Là ngán ăn thôi, ok thôi. Béo vừa có chất đấy các bạn. Đấy. Là đủ Việt Nam ấy ta đủ nó xu. Tu đủ comida. 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 Tu đủ comida này. Tu đủ comida. Đấy, băm băm cái này. Phải gì? À, số bà cô ta bà này. Đánh cho bà xử đấy. Cái này có cái dao hai lưỡi kia mà thải thì ok. Nhưng mà không bỏ được lại cái dao này. Dạ. À xin, isu. À phía này sao bi? Isu à xin. Xin, có ta đô la đù. Dạ, isu. Nghĩ gì? Và chân dài bên này khó. Người ta không ngồi kiểu như này đâu các bạn. Vì là không, đừng có chỗ dài quá khó cắt. Đấy. Dài quá không thấy, đúng cắt được không? Ngần ngắn nó cắt được. Đấy, bên này thì người dân là kiểu không làm như này đâu các bạn. Đấy, người dân bên này không làm đâu. Không cho ăn cái kiểu này đâu. Chuối toàn để thế thôi, không chặt cho động vật ăn. Có cái dao thải hôm đó anh em mình sẽ mua cái dao thải kia rồi gửi sang. Cắt cái chuối đấy thì nhiều, bên chỗ Vân Xoa mình sẽ nhiều đâu các bạn. Mình sẽ cắt sang một ngày là vài cây để ăn cả tuần luôn các bạn. Đợi về thử ăn cái cây xem nữa, sau sẽ mua thức ăn tất tánh lên nữa để cho ngán ăn, để cho sinh đẻ. Sau này ở đây sẽ có ngán gà thỏ các thứ, bên kia sẽ làm chuông thỏ đấy, chuông này các bạn. Đấy, chị em mới lôi tao đây. Đây đây có bột ngô hay là bỏ thịt ông thau đây trộn luôn đấy, hay bỏ bi trộn thau này bỏ thau chắc đôi nó chắc bỏ ra cho ăn à, đúng không? Đúng. Đấy, bột ngô các bạn, bột ngô là người ăn đây này. Esi em phu vai chúng ta làm bé số ăn đấy la đủ nó su esi para os porcos. Porcos. Tiếng Gó, sao mình muito, né, tiếng Gó? É para os porcos, conheço muito bem. Hôm sau để làm thế này để cho các bạn quen đấy các bạn. Quen sau là sẽ từ làm dân để cho ngán gà nó cho béo, nhánh sinh nở. Ok, tá bom. Cô là tìm mẹ kia kia. Ở trong cái chỗ núi này, nhưng mà hôm kia cũng rải vôi khi mà nuôi gà các bạn. Là cũng rắc vôi thôi. Rắc vôi để mà nhiều khoảng bị bệnh tật các bạn. Đấy, để cho khử cái chỗ chua chuông này vôi cho nó sạch sẽ đấy. Dạ, xúc à? À đây, có bạc trường bản đây, là hôm nay dân đất làm được kia. Dạ xúc à, thì phải là sổ, dạ qua coi dây. Obrigado. Não lavo, tira. Não tem nem banho, agora. Uma coisa aí do tio João para descer, para criar. Esse é do pato. Tira ainda, do Rani. Ah, do Rani vai tirar só aquele do banho lá. Aquele do banho lá, tá lá, tá lá. Olha lá, que tal bem, que ele vai bom, que cai ngán vào. Isso aí, que tu ngán, cara, mano, aí. Bom, já. Bom, já. Esse tá pequeno, direto. Já, esses são ainda cria. São cria, não são grandes. Não, esse... Ah, o... E ah, o sexto? Sexto pequeno. É. Casa pequeno. É. Aí, em não ia lá, né? Isso, é. Nhìn chung ngán này, thẻ tướng lao đây, xinh nở, thẻ rất là nhiều chứ còn. Cũng đã đuổi lên một rêu chứ.
chú này hơi bẻ thay đứa đi, bắt bỏ đánh xe nữa, đi xe khách các bạn, nó không bỏ được cái to. Úi giời, tá vendo đấy. Úi giời. Vamos oferecer esses patos que eu trouxe em cliente para vocês criarem, porque aqui está a fazer falta, vi que criaram galinha, criaram outras coisas, mas já, os patos não estão aí presentes. E para nós colorir a nossa fazenda, tínhamos que ter mais aves. E aí trouxe essas aves para vocês criarem. Những món quà vô cùng ý nghĩa và thiết thực, đấy, trao những cái niềm thân thương tới người dân, chia sẻ những cái niềm gọi là những cái tương lai nhỏ để cho sau này phát triển tốt đấy các bạn. Ok. Tâm. Sim, sim. Tâm từ Dubai à? Sim. Cái đấy có lời chỗ đấy thế. É, aparece com facilidade, sim, de fato. Eu encontrei maiores quantidades, então o custo de vida é que foi só caro, mas já dá. Ok. Depois ele vai nascer de ovo, depois cria de futuro. Esse é de mulher, né, mano? Yeah. Aí, nó đang ăn mãi, các bạn. Hình như một con tàu vậy là... Esse é de homem? Cái chuông này hơi bẻ, các bạn. Chuông này là... Chuông này là để cho... Ấy... Esse é mulher, né? Sim. Bốn con nắm con mãi. Nắm con mãi. À không? Đi ra sau kìa. Đấy. Yeah. Đó bỏ nhé. Thôi mà có mẹ, có mẹ, có mẹ. Dạ. Ghi gì? Ăn rồi hơi. Ăn cho tao ăn lấy này hoài. Ghi gì? Đi có mẹ bên, tao bên đấy. Dạ. Đi có mẹ bên. É só que é tão cansado assim. É, tipo de cansado muito, muito com foto de completo. Aí giờ giống như kiểu là đang mệt đấy các bạn. Giờ giống như kiểu vừa mới đi đường xá về đang rất là mệt, mệt mỏi. Ê, đa là cái đồ đây, ở đây đa là gì? Gì? Wow. Wow, tipo sâu vào đấy. Vẫn chưa ăn đâu các bạn, như kiểu đang khát nước ấy. Đang mới về đấy. Đấy, tặng. Tôi mà để bao nhiêu để bôi ba mà là mua su. Sì. Nào ấy. Eli mai mi lôi đây kì. Đó là ấy chỗ này để cho ngán uống rửa các bạn, ấy tắm rửa. Đấy, gì. Ừ, uống này. Chắc là đang kiểu đang khát nước đấy các bạn. Ok, tipo o quê? Tipo do pessoal, não é? Já, fica pra cima aí. Chopa, depois tem que meter mais água. Aí vai bom, nước đây. Cái hôm kia anh em mình ngâm, bỏ chuối vào ngâm cả thứ đấy bạn. Nó está fundo isso. Não, ainda, tipo... Só meter de... Só pra coisa, tem que crescer aqui um... Depois meter... Um ator de bloco. Para ter mais água. Não consegue inundar. Yeah. Aí vai bỏ thêm là xây thêm hai lối gạch lên nữa các bạn để cho nước vào đây. Hiện tại là đang mới có nước ít thôi. Đấy. Thứ gì? Ngày. É futuro, não é? É. É futuro, sim. É verdade. Hả? Sim, sim. É. Tá com nhau não? Tem que obrigado do diretor, já te falei para ser isso, já. Ok, obrigado. Sim, senhor. Não é nada. Obrigado. Sim. Okay. Hy vọng là cái đàn ngán sau này sẽ ở đây sẽ đẻ sinh nở rất là nhiều nha các bạn. Có gà, có ngán, có thỏ, vịt thì không sao, mình sẽ đi kiếm tiếp. Cái gì? Sợ cái tiếng ngá thì ta đa là đấy. Ta đa là để cho ăn xuống, cho tắm mát xong một tí nữa sẽ là sẽ lên ăn uống sau cho các bạn. Đấy, sẽ lên ăn chuối tồn bột ngô sau. Các bạn thì hôm nay như là ta đưa ngán thay đưa ngán nên là tàng này là cũng đưa thả ngán gì kia rồi, bây giờ ngồi vào lán là nghỉ một tí, tí nữa mình sẽ chở thay về nhà luôn. Já tiêu dầu để bôi eu vou te levar você para tua casa já. Está bem, eu agradeci a se que me desse impulso para eu chegar cedo em casa. Já, tá bom assim. Já, esse hoje nosso muito obrigado para tiêu dầu te lembrar do nosso, te dar pouco um bocado de coisa te parecer muito futuro para o povo aqui. Sim, senhora. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado já, eu sim, sim. É, por os encontrar saudável, é verdade. Sem problemas, estão em dia. Yeah. Para mim, mais importante é a vossa saúde e a vida. Yeah. Yeah.
Isso aí que eu trouxe para vocês, cria-se com vida. Yeah. Quando você tem vida, é quando também tem maneira de manusear certas coisas para o seu desenvolvimento. Yeah. Yeah. Só trouxe para vocês tentarem, yeah. Se é possível ou não. Sim, senhor. Yeah. Já está bom. Muito obrigado. Eu também agradeço bastante por essa graça dos patos. Sim. Que nos trouxeste. Nós aqui também já estamos à rasca de procurar de cria. Aqui no nosso pessoal não tem cria de patos. Está ainda bem. Ainda hoje Deus nos iluminou para nos trazer esta graça de patos. Nós vamos experimentar cuidar mesmo bem. Sim, para pelo menos nos dar um bom futuro. Yeah. Certo. Muito obrigado. É só tentar. Sim, tudo sim. É só tentar. É verdade. É a cultura de lá, se calhar não é daqui. É verdade. Mas já que chegou a vossas mãos, sim, cuide com cuidado para a coisa correr bem. Sim, sim. Yeah. Vamos pedir a esse gênero de alimentos. Vamos procurar meter a criar para ver se vamos ficar conforme outros onde o diretor foi buscar. Sim, senhor. Vamos ver como que vai a nossa criação, se temos boa sorte ou não. Mas a sorte é que não. Isso só depende da criar. É certo. Aí vai me chegar. Thay lại tiêm một chút ít với bố qua các bạn. Dạ tiêu giáo ôi chứ tiêu kê tiêu. Esse é um pouco dinheiro para você vai comprar qualquer coisa aí do casa. Muito obrigado, mas é assim. Yeah. Eu sempre venho aqui, sim, mandar já qualquer coisa. Yeah. Mas hoje faz favor. Yeah. Não, agradeço bastante por essa iniciativa. Sim. Mas eu não, hoje desta vez não vou levar mais nada. Ah, é? Fica só para outra não, vez. Não, tira só. Não, ah, não, obrigado mesmo, ah? Ainda não, hoje tem que, não. Tem que receber só ainda. Não, vou receber. Não, eu só recebo para te devolver. É só para dizer, muito obrigado. Yeah. Guarda-me só esse dinheiro para a próxima vez. Ah, é? É, muito obrigado. Tá, vamos lá, eu tenho tanto, eu gửi tiền thôi. Thầy bà đã nói thế thì thôi. Để ngày mai mình đến thăm bà trưởng bản bên kia nghe. Bà trưởng bản chăn dê cũng bị ốm. Cho nên ngày mai mình sẽ mua qua đến. Nhà anh tao. Não, obrigado mesmo. Mas esse ainda guarda só para a próxima vez. Deixa me guarda só e vou encontrar. Tá không lại, anh. Tá không lại. Thôi, ngày mai là mình sẽ là mua ít qua lên. Ngày mai mình cũng sẽ đi sang thăm cái bạc trường bản bản làng Chi Lam Bung. Bảo bạc là bạc bị ốm nặng lắm các bạn. Thầy hôm qua em muốn cái về bảo là thầy bạc ốm nặng bị bệnh tiểu đường mà. Anh lâu lắm rồi không vô rồi. Đấy, mình lâu lắm không quá. Ở đây các bạn thì cùng tiền trong cái video này thì cũng có một chị Hải là xin phép được gửi tặng tới bạc trưởng bản bản làng Ca Bút Tu là 1 triệu Việt Nam đồng. Đấy, hôm kia chị xem video là thầy bạc đồng hành cùng với mình đi lấy mà 800 cây số nên chị cũng rất là đồng lòng và gửi cho bạc một món quà thì nhắn tiền ở đây thì mình cũng gửi cho bạc trưởng bản luôn. Dạ sốp à, em xin cái tên của một señora do Việt Nam ấy ta kể đồ phải là xe un poco por tu dinero. Obrigado. Para esse como qua coi giấy. Muito obrigado. Dạ, ta kể ra. Muito obrigado. Señora, hi. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem que falar. Muito obrigado. Eu agradeço bastante por esta minha irmã que me ofereceu esse dinheiro. A irmã Hai, né? Hai. Ok, obrigado. Agradeço bastante, bastante mesmo. E penso a Deus para que a vida lhe seja... uma vida longa. Yeah. Uma vida longa. Muito obrigado. Ok, tá bom, guarda bem, yeah? Obrigado. Aí, thì một lần nữa thì mình cũng xin thay mặt bạc trưởng bản làng Ca Bút Tu là gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chị Hải, chúc chị và gia đình thật nhiều sức khỏe. Đây một cái số tiền để cho bạc coi là cùng đi lại đây là có trang trải thêm ở trong gia đình. Bạc là một người cũng rất là nhiệt tình, thường xuyên có mặt tại đây. Một số bạc thì hiện tại là cũng đau ốm thường xuyên đây, cũng ít khi ra đây các bạn. Đấy, chủ yếu là chúng các bạn cũng chia cả thôi, nhưng mà hai bạc trưởng bản đấy là hầu như là ngày nào cũng có mặt ở đây. Já, tio João, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, sim. Lá, já? Está bem. Já, tá bem. Então, estaremos à vossa espera. Já. Obrigado. Aí tem a ngày mai là mình sẽ đi qua nhà thầy hiệu trưởng các bạn. Nên mình sẽ mua ít qua để bù lại sau. Bây giờ đưa tiền thì thầy không lấy. Cho nên là mình phải thầy thì bây giờ là không khác gì cha con các bạn. Cho nên là thầy tặng cái gì thì thôi để thầy tặng đó. Thầy tặng thì mình sẽ nhận. Rồi sau đó ngày mai mình sẽ đến nhà thầy thì mình cùng tặng. Thì thầy cũng phải nhận thôi. Thầy sẽ không từ chối được đâu. Thì video của mình hôm nay là cùng xin phép kết thúc tại đây. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì cho anh em một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Công Giáo Vlog Cuộc Sống Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi có thêm động lực giúp đỡ những người dân nghèo khổ bản làng miền núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Yeah. Ok. Hãy ngồi tí là mình sẽ chở thầy về. Có là xe tàu Bucaro được bộ tin lên vào chưa? Está bem.